Ngày này tại nhà thi đấu tỉnh Quảng Nam thì giải bóng chuyền quốc tế VTV Cup Tournament Sen 2019 thực sự là một ngày hội với sự sôi động trên các khán đài và sự hấp dẫn trong các trận đấu. Nói đến đây thì chúng ta không thể không nhắc đến những người tạo nên sự sôi động cho giải đấu này, đó chính là các bạn hoàn đáo viên. Phóng sự với các bạn hoàn đáo viên tại giải bóng chuyền VTV Cup Tournament Sen 2019 cũng sẽ khép lại bản tin sức sống thể thao ngày hôm nay. Để có thể xem lại bản tin cũng như cập nhật những tin tức của thể thao trong nước, quý vị và các bạn hãy truy cập vào trang web thetao.vtv.vn. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Những cô gái trẻ trung, năng động, trên tay họ là những dụng cụ cổ vũ, luôn nhún nhảy và tươi cười bên dưới những khán đài. Họ là những hoạt náo viên của giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019. Mỗi người đều đến với giải đấu bằng nhiều lý do khác nhau, nhưng đối với tất cả các hoạt náo viên thì khi đến với VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019, chứng kiến những ngày hội trên các khán đài, tất cả đều cảm thấy công việc của mình trở nên ý nghĩa hơn rất nhiều. Tiên thì em vẫn chưa biết đến hoạt náo viên là gì hết ạ. Em đến được đây là do là nhờ có mấy cô giới thiệu cho em đến đây, và công việc này thì em thấy cảm thấy rất là vui vẻ, em thấy bản thân mình phát triển hơn và gặp được nhiều bạn mới hơn ạ. Làm việc ở đây mình khiến cho cái trận đấu nó trở nên hay hơn và làm cho mọi người cảm thấy hứng thú hơn khi xem. Nó cổ vũ tinh thần. Thi đấu rất là náo nhiệt hơn rất là nhiều. Với những hoạt náo viên, nhiệm vụ của họ chính là khích lệ khán giả, mang đến sự cuồng nhiệt cho trận đấu. Sau những phút nghỉ giữa hiệp, họ lại lao vào sân biểu diễn các vũ điệu sôi động để giữ cho bầu không khí luôn tươi vui. Và những ngày qua, chính những hoạt náo viên xinh đẹp này đã trở thành những mảng màu không thể thiếu của bức tranh VTV Cup Tôn Hoa Sen 2019.